Bichigo. Ok, và chào mừng các bạn đã đến với một clip mới trên kênh của Zeno nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chế độ sinh tồn 1000 level. Và ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt, đó chính là mình sẽ một mình đấu với ba thanh niên kia. Đấy, nhưng mà mình sẽ được làm người tăng hình nha. Và đồng hành cùng mình đây, bà thanh niên chào mọi người đây. Hello mọi người. Hello mọi người. Rồi, à đây đây. Thôi, tôi vừa không thấy thanh niên Khang đâu. Rồi, ngày hôm nay gọi là mình sẽ là được làm người tàng hình. Và khi mình đạt được 5 điểm trước mình sẽ thắng. Hoặc là 3 thanh niên kia cộng tổng và đạt được 5 điểm trước thì là thắng nha. Để xem ngày hôm nay là khó hay dễ. Nhưng mình nghĩ là cũng khá là khó, bởi vì là có nhiều chế độ ấy, người tàng hình nó không có lợi mấy đâu. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi nào. Mình đây gọi là cái thử thách nhỏ nhỏ của mình. Ui, khó khó. Bên banh này phải là 7 ui. Ui, thấy được Zeno này. 7 điểm. Thấy vào mắt đấy, hết thấy chưa, được chưa. Đấy, cái này nhá, ngày hôm nay gọi là mình chỉ gọi là được lợi trong những cái chế độ, ví dụ như kiểu là chế độ con bò. Rồi xong chế độ này. Chế độ này khói luôn. Chế độ này. nó bằng hỏa các bạn. Không thấy đâu. Tàng hình nó không thấy đâu. Vừa đấm trúng hay sao ấy? Tàng hình không biết nó có thấy không nhỉ? Hình như nó vẫn thấy nó cắn đâu, cắn mầm mầm đấy các bạn ạ. Nào mình cứ phải chạy đã. Cắn em win đi. Hình như nó không thấy mình thật các bạn ạ. Nó không thấy mình thật. Úi trời ơi. Ơ kìa. Ừ không thấy thật các bạn. Úi giời. Ơ kìa, nó chui hết rồi chỗ mình rồi. Rồi xong luôn. Bây giờ có mỗi một mình vanh với cả chui vào cho vanh. Đâu ừ. Nó không thấy các bạn. Đang cố đây. Nhưng mà nó không thấy Zeno. Rồi xong. Nó thấy rồi. Cố lên, cố lên. Ừ trời ơi, mình cũng còn một chấm máu các bạn. Ừ, người tàng hình nó cũng có lợi một chút. Rồi mình đã thấy được một chút lợi của người tàng hình rồi đấy. Ui bọn cá mạc nó cũng mù quá à. Banh non thì làm sao mấy thanh niên kia đi trước rồi. Khang chê banh non nhưng mà Khang chết trước các bạn ạ. Ok thì em non hơn trời. Ok, lốp xe này toàn là những cái lốp xe non các bạn. Ok đâu để xem mà cái này à. Ui giời ơi. Để em cho mọi người đứng. Ừ, cái này mà mình không thắng nữa đi. Thanh niên đấm em được luôn. No. Chết dở rồi. Mọi người tự xử đi nhá. Em không biết đâu. Anh đứng ở chỗ này là thanh niên không vào bao giờ vào được luôn. Anh em đứng xa đi. No. Quay vòng vòng vậy đó. Cái này. Kìa. Cái này có khói các bạn ạ. Cái này có khói các bạn ạ. Cái này có khói. Ôi giời, hai cái khói rồi rồi. Chuột, cứ đứng im đấy. Thanh niên vào bánh bảo. Ghê quá, cái này có khói không biết thanh niên chuột nhìn thấy không các bạn. Nó có khói. Thấy rồi. Chạy lung ta lung tung ở đấy à. Vào rồi hết khói rồi. Ừ lại có rồi kìa. Nguy hiểm đấy nhá. Thôi. Thanh niên đang đập đất ở góc mà. Hãy nhảy thẳng xuống là đấm luôn. Nhảy thẳng xuống đấm luôn. Thẳng xuống đấm luôn. Tôi dụ mà, tôi dụ để thò cái đầu ra các bạn. Ui, hai điểm rồi đấy. Tôi dụ để thò cái đầu ra các bạn. Đấy, nếu mà mình chui vào là thanh niên. Cái này có khi là khó đấy mọi người, khó bên mình. Chưa chắc nha. Nếu mà khó quá mình sẽ cho mấy thanh niên này thử sức xem. Cái nhà ô sumo cái này. Sumo phải đấm được thanh niên mà không thấy được mà thắng. Sumo cái này thì đẩy lùi thôi các bạn ạ. Nào, đừng có đẩy lùi. Đấy, thanh niên trong góc mà. Trong mầm mắt. Đây nè. Thanh niên đây nè. Đấm đi. Ui. Thanh niên vừa đâu đấy chỗ này à? Thanh niên đứng ở giữa này thôi. Thanh niên chụp. Đấy này. No. Hay quá, win anh em. Ừ, mấy thanh niên win rồi, tệ chứ. Bây giờ mấy thanh niên win rồi, gọi là điểm nó sẽ cộng tổng mà. Ai thắng thì nó cũng như nhau đấy các bạn. Đấy, mấy thanh niên này cộng tổng mà được 5 điểm, mình 1 đấu 3 các bạn, ngày hôm nay khó. À nhưng mà cũng chưa chắc. Mình bình thường mình hay để cái block ở chữ Z. À nhầm ở cái cuối cùng. Nhưng mà ui, có đồ kìa. Nhưng mà Dương đâu? Nhưng mà Dương đâu? Ơ Dương ở mô. Bể rồi, em lượm được sắt với vàng này. No.
Rồi. Ok bạn. Gì đây? Trời ơi, quỷ giờ ngon 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 bạn. Ê, sai. Quỷ giờ, quỷ giờ chưa chắc nha. À, đi tìm thanh niên này. À, đây, thanh niên ở bên kia kìa. Đây này, vừa chặt cũ rồi này. À, thanh niên mới chạy ngang đây này. Thanh niên bị bắn rồi, thanh niên bị bắn rồi. À, nó bắn chỗ đây. Thanh niên trước. Thanh niên Zeno vẫn ở đây này. Đâu? Ok. Không phải, không phải, không phải. Được chưa các bạn, được chưa? Chạy, anh chạy, anh chạy rồi. Bây giờ không thấy mình các bạn. Bây giờ chắc chắn là không thấy mình rồi. Rồi. Để gì giấu chứ. Hoặc là thanh niên này sẽ phải tìm thấy mình. Hoặc là sẽ bị cái gì vậy trời. Ui giờ mình phải tiêu diệt thanh niên cơ. Ui nó bắt đầu bắn luôn đây rồi. Ây. Ây à, anh Khang, ui, lấy được kiếm vàng rồi kìa. À, anh trai ơi. Này, chết rồi. Chết tươi đi. Ui, mặt. Thanh niên ở đâu ấy? Thanh niên vẫn ở trên à? Đúng rồi bạn ạ. Kìa, anh đi xuống bắn kìa. Ui. Đập, đập liền, đập luôn, đúng, 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 đúng. Anh nhìn lại, thanh niên lại. Dìu đau hơn, dìu đau hơn. Kêu nó dìu đau hơn. Dìu đâu? Dìu làm sao bằng kiếm bạn. Ui 3 điểm rồi, ngon đấy nhờ. Cái này hình như mình thấy là mấy thanh niên kia khó hơn các bạn. One hit bị có rồi. Ui cái này. Ui cái này thì chạy kiểu gì, chạy vào mắt à. Có rương này, bắn có rương. Ui có bánh mì. Rút không. Cái này làm gì ta? Này đặt luôn các bạn. Cái này không đặt được bạn. Bắt cua đi anh em. Tyrion ạ, thế thì làm kiểu gì ta? Tyrion chắc là đợi chúng ta đợi nó mưa đến đây. Qua đây chuột, có lên. Qua đây được, đây là win này. Qua liền. Vậy? Nhảy lên đây làm gì được? Nhảy lên đây không được. Anh đi chuột tưởng vậy. Quay và đấm thanh niên đấy là được. Kìa anh đi đập block này. Anh đi chạy xuống đây rồi, anh đi chạy xuống đây rồi. Chạy đi chúng tôi à, đi đấm luôn. Anh Ninh chỉ có ở đây thôi bạn ạ. Ghê đấy, sợ đấy. Quanh chỗ này à. Chạy này, chạy này, Zeno đâu rồi. Đừng có đánh nhầm, đấm nhầm. Anh chạy rồi, Ninh chạy rồi. Ê, đây đây, thanh niên đây. Ôi tính ghê. Dưới này. Này. Ôi ôi, chết sợ thôi. Ghê anh em kìa. Chạy. Đấm nhau bị bụng luôn rồi. Sợ đấy nhờ, chết sợ rồi. Tiếng gì mà đáng sợ chứ. Toàn thánh rồi. Nguy hiểm quá anh nè. Cái gì đấy bánh. Chạy. Mày đã này. Ê sao lưng cái bánh. Thanh niên chạy sao lưng bánh. Bánh làm gì. À thôi. Thì thanh niên lên trên rồi lên. Không có lên được. Không lên được. Giờ mỗi người ra một góc đứng đi. Ê đây đây đây. Góc này. Ấy không đây. Được rồi các bạn, mình phải đấm tay lại thôi. Thế. Đi cái bên này. Thanh niên cũng sắp đang yếu. Đi lên rồi, đi lên rồi, đi lên rồi. Đấm block này đi anh, đấm block này luôn đi. À thôi đấm kiểu gì. Anh đi nhảy qua đây được rồi này. Ha ha ha, lên kiểu gì? À đây chết rồi, lên rồi. Anh đi xuống rồi. Thanh niên vẫn ở đây thôi. Đâu đó yeah. Quanh đây này. Anh đi chạy xuống rồi. Đi càng côn quá. Bạn ơi, no. Ây da, vẫn trúng được cây đấy nhờ. No. Em nghe tiếng chân ngoài trên không? Ấy, thanh niên xuống à? Xuống rồi. Đây là dưới này à? Ấy, thanh niên xuống rồi. No. Thanh niên bên này này. Bây giờ lại xuống rồi. À, trên đây này. Xuống rồi. Không phải. Rồi luôn đấm không khí luôn ạ. À. Rồi TNT lâu ấy, xuống đi. Xuống đi TNT. Thanh niên lên gọi còn đứng này chi?
Không, thanh niên lên trên, thanh niên chết trước rồi mà coi. Không thì thanh niên này, thanh niên đứng đợi. Mình cứ chạm vòng với làm gì. Bây giờ kiểu gì đây, thề đứng ngồi đây chờ chết hả? Không được, không được, không được. Tôi có cách nhưng mà hơi khó các bạn, nếu mà cách này chưa không không hẳn là ăn thua lắm mà. Chủ trơn trơn chủ. Ủa rồi đâu rồi? Hỏi luôn. Thanh niên này đi mất rồi. Biến mất luôn rồi các bạn. Đây đây, ai vừa đấm chúng được? Đang vừa đấm chúng trượt. Trời ơi. Không, thanh niên né đấy, thanh niên né chứ không phải mình đang đánh dính đấy mà thanh niên né được. Ê đâu vậy? Ấy. Đây đây. Xạo ấy. Không phải. Nghe biết là điêu một điêu luôn. Đấm cái này có đau đâu, thanh niên bảo đau. Thanh niên đang đào gỗ ở trên kìa. Thanh niên đang làm đồ à. Nhưng mà còn không đủ chế cái bàn chế tạo thì làm cái gì. À, thanh niên tính đặt block ở đây xong rồi lên này. Không cho bọn mình lên này. Bạn xuống đấy thì em... Ui giời ơi, vừa ơi. Chạy, chạy thế nhỉ. Vẫn thiếu một cái gì đó. Thể chứ. Đương nhiên là thiếu gỗ rồi. Rồi Vanh bắt đầu đói rồi. Ai cũng bắt đầu đói. Em cũng dạy Vanh ạ. Cái này nó cũng không có tác dụng gì bạn. Không có đâu rồi đâu ạ. TNT gần lắm rồi đấy. Chắc sắp xuống cái nơi rồi. Chắc rồi, bây giờ lên trên đi. Mình không ngó được TNT nó đến đâu của bạn. Mà nếu bây giờ... Ôi, nó còn tít trên kia kìa, đổi nắp nhìn đi. Rồi. Thôi, 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 cho sẽ chấp nhận thua các bạn ạ. Chấp nhận đấy. Chịu rồi các bạn. Kể ra nếu mà nó ở trên mặt đất ấy, nó còn có gỗ thì chúng ta còn có thể là kháng cự được. Mình cứ tính là... Mình nghĩ là mình sẽ có thêm một ít gỗ cơ, nhưng mà không bạn. À nếu mà mình nhảy đến đây thì sao? Nhảy đến đây, nhảy đến đây. Cũng không đủ gỗ bạn ạ. Đây được thêm được. Ờ, nó không đủ gỗ, nó thiếu gỗ nhiều quá. Thề chứ. Lấy được gỗ. Tự nhiên đứng ở trong cái xó xỉnh này cho nên là không có gỗ, không làm gì được bạn. Người đằng hình đánh tay không rồi. Không làm được cái gì đâu. Thua, chấp nhận thua cái này. Tàng hình cũng vứt cho bạn. Ôi xóa rồi, ok. Úi dồi, sao rơi chữ do này. Ok, đây rồi, à, đây này. Trên mặt đất rồi đó, 2, 3, 4 cái cây nè. Cái này lên mặt đất nó... Đây, mỗi người canh một cái cây. Ừ, canh đi đất đấy, canh đi đất cái cây đi. Ôi, nhìn chưa đấm được, đúng rồi. Quán hít. Cứ đập phát là đánh thua cho. Ba fouling, ôi trời ơi. Cái này phải đào thôi chứ đập gì nữa. Điểm đấy nhờ, trời ơi. Cái lava từ trên dưới bạn. Mình đào đi anh em. Đúng rồi, đào luôn đi anh em ơi. À nghe tiếng chân. Anh đi xuống chuột kìa. Ôi ôi, anh đi trộm một chuột rồi. Ui giời ơi. Tại sao chuột đấy chứ? À. Cây đấy nhở? Đi ra. Dễ nhở? À, lava xuống tới rồi, em mau chạy đi. Ôi chết rồi, quên không lấy rồi. Em chạy trước rồi. No, cay thế nhờ, thế mình chết là mình thua rồi. Yes. Ui, ba đều các bạn ạ. Mình á, mình tính trong đầu là mình sẽ định là chém cho mỗi thanh niên một nhát, sau đó mình sẽ chui dưới cùng. Đó, thế là mấy thanh niên sẽ ít máu hơn mình, nhưng mà thanh niên Khang chui lẽ thì còn lấp luôn nữa chứ bạn. Cày thế nhờ, mình định chui xuống cùng đấy nhưng mà lấp luôn. Ui. Ghê các bạn. Được. Ok. Dễ gì. Trời ơi. Thẳng hình chưa? Thế... Ok. Thôi cái này bắn. Không nhìn ra được anh em ạ. Ui. Zeno cứ bắn, hở bắn hết rồi. Thôi. Cái này thanh niên không ăn được mình đâu. Cứ dương cung trước đi. Thấy ai cầm cung phát là biết này. Kìa đằng sau chuột. Chúng mà mũi tên. Mũi tên biết. Chạy đó.
No. Đủ rồi, có gì đủ quá. No. Rồi. Người sắm 3 mũi tên rồi. Kể ra mà nó. Ôi trời ơi, kể ra mà nó là cây cung thì là chúng ta còn ăn được. Nhưng mà nếu mà là cái này còn phải cầm để lên đạn nữa các bạn. Ui, 4 rồi. Còn 1 đấy là mình thua rồi bạn. Khó. Ok. Nào. Cái này lật kèo thì gọi là đỉnh cao của sự người thằng hình này các bạn. Cái nào tốt vài cái của sự nghiệp hả? Có thể thắng rồi, như kiểu win rồi, các thứ rồi. Cái nếu mà ví dụ cái rơi từ trên cao xuống mình cũng không lấy được này. Còn chế độ gì chưa có chúng ta. Từ trên cao xuống. Cái này ấy, còn chưa biết là nó ai ấy. Đây. Vậy ở dưới lên. Rồi xong dưới lên đấy bạn. Dưới lên rồi. Dưới lên mình cứ bắt lóc cao bạn, mình cứ lượm lóc mình bắt lóc cao đi. Ở sao thanh niên lượm mất đấy. Có ông ba người làm sao thanh niên lượm được. Nào không lượm kịp đâu. Bảo lên đợi mình đập ra là lấy luôn đấy. Anh kia là lấy của mình. Bịt ngay mà. Đấy à? Ué, nó lên rồi, nó lên. Nó lên rồi. No. No. Mày nhanh quá. No. Thua rồi bạn. 30 năm thua rồi bạn. Rồi. Thế thì nhá, mình sẽ cho một thanh niên nào đó làm người tàng hình và mình sẽ đi kia để xem. Vẫn không thích đó. Làm đâu, cho thanh niên làm đi. Bây giờ để đập sỏi để xem ai ra sẽ làm nhá. Ok, bây giờ đâu ai mang sỏi đây. Chúng ta đã đập luôn này. Để cho cục. Ok. Mong là không phải mình. Mình rồi, đập đi. Alo các anh chị em ơi. Đây là bắt đầu. Một rồi, đi rồi này. Chuột đi. Cái này. Rồi, ai reset cho Zeno cái bảng điểm kia xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục nè. Ok, tiếp tục luôn nha bạn. Khổ tôi rồi. Rồi. Đấy, bay luôn, chơi luôn bạn. Ý giời chuột à. Thế như này. Này, tính ra nhá. Ví dụ giống như kiểu là cái này giống như kiểu ba thanh niên mà gọi là paro dí một con chuột. Đúng rồi, như kiểu ba con mèo và một con chuột á. Đúng kiểu đấy luôn đó bạn. Rồi, bây giờ để chuột đi, này. Để thua đấy. Kiểu này, để thua là kiểu này. Chuột. Ở đây, rồi mất sạch các bạn. Ok. Thì đây. Ui, rơi từ nơi cao à, chết dở rồi. Ui, thanh niên ở trên cây rồi. Được, anh đi chưa cao. Mình lên được mà. Đấm. Ây, thanh niên đấm xuống kìa. Anh đi lên rồi kìa. Ok, win. Ồ, tôi trên rồi, trên cây bên trên các bạn. Một điểm này. À, một điểm. Nhanh như bạn. Ôi giời ơi, con chuột gà này chứ. Thắng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Vấn đề thời gian. Thắng một game thôi nhá. Một game thôi à? Thôi. À, một game không được, một game này hết xui nhá. Ví dụ cái nào anh em chơi lớn không, chơi cho anh em chuột hai game không, cho anh em hai game anh em hai game thanh niên thắng được hai game, mà tính cho anh em thắng nha. Ôi tin tin mưa kìa, mưa cái này mưa là người tàng hình à. Đúng rồi anh em. Ôi trời ơi luôn này, đào đi văn, xong anh em mình đứng này thôi. Xong mình đắm hình niên không rồi. Ui, nhặt mất rồi, thanh niên nhặt mất rồi. Banh. Đặt, bàn chế tạo đi. Ơi, đừng có đập ở trên đỉnh nha, nó đụng cây. Kìa. Rồi. Đi ngoài kìa. Ngoài kìa, đấm. À, thanh niên mình dính rồi. Ai muốn rồi. Thôi, không. Không, người chúng tôi. Đâu. Chuột đi ra. Twin chưa kịp chế cái này các bạn. Trời ơi. Trời ơi, tôi chưa kịp chế các bạn. Ê, non. Nhưng mà không sao, chuột chỉ cần thắng 2 game là chuột thắng nha. Ok, chuột cứ thắng được 2 game thì chuột lại gáy nha. Chưa thắng trận nào mà đã chỉ cần 2 game rồi bạn. Đứng trên cao đi, mọi người. Đứng xuống, Vanh đừng xuống vội nhá. Vanh cứ đứng trên đấy. Nhớ nó tôi xuống, trời ơi.
Ok. Mình chưa kịp chế kiếm ạ. Ồ, cái này có nước này. Sneaking à. Sumo, sumo đứng cao, sumo à? Đứng ở giữa luôn này. Cái đó giữa đây, cái đó giữa đây. À không, không phải giữa, xịt qua đây anh. Xịt qua trái, xịt qua phải, đây này. Qua đây này. Xịt qua, đúng rồi. Xịt qua. Ok không? Thanh niên nào? Thanh niên chuột ở trên. À, ghê vậy. Thanh niên nhảy rồi mà. Chuột ở trên đó. Sao? Juno cho em xin một block thôi Juno ạ. Thấy nên chuột ở đâu đó các anh em này. Em sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Thấy chuột đâu đó các anh em này. Ơ đâu đâu mà. Ây dồi. Ây. Chuột đâu đó các anh em này. Đập cái block gỗ này ra không ạ. Ý. Yeah, cẩn thận Juno. Đâu đó các anh em này. Rồi hết đây. No rồi. Khó thế nhờ. Ui ôi. Thế thì khai chưa đi, chết tôi rồi. Đây tôi thấy anh chuột này, tôi thấy. Không. Tình báo này thì anh chuột ở ngay dưới anh kìa. Dưới đất bên đây. Nhưng mà yên tâm, em còn sống mà. Ừ. Hay quá. Ba ăn một mà. Chuột thắng như nào được. 3 điểm rồi nha, 4 điểm, 5 điểm nhanh thôi. Các bạn tin là chúng tôi không cho thanh niên chuột được mạng nào các bạn. Không, đúng kiểu hành hạ luôn các bạn. Khổ mà luôn. Thì đây à... Ui, bây giờ à? Bây giờ đi xuống Lấy gỗ, lấy gỗ. Làm đồ. Rồi, game sẽ mai thắng của game. Chuột không cần làm gì luôn. Anh đi đứng trên đỉnh rồi. Đứng trên đỉnh chết nha. Này này. Bây giờ bắn chuột. Bây giờ bắn chuột. Nó thấy à? Rồi xong. Nó thấy chưa? Nó không thấy mọi người. Đứng ở trên à? Nghĩ đâu. Chuột độc ở đâu ấy? Tạch à? Ở trên rồi, ở trên. Ở dưới. Cổ tôi quá mà. Rồi đi rồi. Chuột đi luôn rồi. Này. Ở trên. Thấy mà chuột lại đi. Dưới đồ chém bay đi. Khang bị quy giờ mà chết à tề. Non đấy nhở. Trăm rồi luôn. Non thật sự. Thấy chưa các bạn? Mình có kinh nghiệm làm người tàng hình ở khá là nhiều clip. Xuống dưới luôn rồi. Ồ chuột cũng xuống dưới rồi các bạn. Ừ, xem. Đâu đã xuống đâu, vẫn ở trên mà. Xem cái này là cái gì đã. Rồi đấm mấy thanh niên này xuống đã. Này là gì, one hit à? Không, ví dụ. Có đốt bao. Ui, tuyệt tuyệt lên. Cái này biết là thanh niên đâu này. Ờ, nhìn kìa, thấy rồi kìa. Đây mình đào. Thấy đâu ông ta? Không, thấy nước á, nhìn nước á. Không thấy đâu cả nha. Bây giờ á khó nha. Trận anh Huy. Rồi. Rồi, này gọi là hơi ấy chứ. Rồi, ừ cái này hơi ừ. Khó nhỉ? Khó nhỉ? Chết giả rồi, cho đánh nhân chuột mạng này đi. Ôi em đi rồi. Nào thằng Zeno né được gì đấy, chúng ta phải giữa anh giữa anh em ở giữa kìa, chuột ở giữa ừ, đang tránh kìa. Ừ thanh niên ở giữa đây thanh niên góc mà thanh niên đuổi theo bên chấm đấy. Zeno đang phải tránh đây. Ôi rồi ôi rồi ôi rồi ôi rồi ôi rồi ghê vậy. Một điểm các bạn, một điểm không, cái này một đều các bạn. Đây bây giờ chúng ta đang kịch tính này, một đều đấy bạn. Để xem nào. Ờ game là game quyết định nha bạn. Nó sai, các bạn thấy gọi là chế độ này nó thế nào bạn? Đấy các bạn thấy, nghĩ ra những cái gọi là chế độ nào mới cho khi cái mini game này thì nhớ comment nha. Bắn hit. Ui. Ui. Ui giời ơi, chúng ta hay sớm bạn ơi. Ôi giời ta đã. Còn dính mũi tên nè. Đấm. Có đấm được không này? Được, anh đi bị kẹt cái này, rồi. Ui, giỏi bánh đi rồi. Nhanh lên. Các bạn có được các em. Yes. Ô, mình cứ tưởng mình gọi là đi phát đấy, thua phát đấy rồi các bạn. Nhưng mà không sao, hôm nay chuột non, chuột đen các bạn. Không phải là non mà đen. Gặp đúng mấy con mèo này bắt thì làm sao mà ăn được các bạn.
thắng chưa ta? Ồ, hình như thắng rồi mà. Thắng rồi. Ok bạn ạ, ngày hôm nay thì clip mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Các bạn thích chế độ này kết hợp với những cái nào khác trong Minecraft thì các bạn nhớ là comment nha. Đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên Noob Team ấn đăng ký của mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye.